sẽ đi ăn xin. Đây đại ca của các cháu đây này. Đây này. Đại ca nhớ chúng ta lắm. Đại ca đi ăn xin có khổ không? Sắn, chắc đại ca không nuôi được chúng mày nữa rồi. Bây giờ đại ca còn không nuôi nổi đại ca thì làm sao nuôi được hai chúng mày nữa. Bây giờ chúng mày càng lớn càng ăn khỏe, để chúng mày đói thì chúng mày lại kêu, để chúng mày no thì đại ca lại không có tiền. Đại ca quyết định rồi, đại ca sẽ đi ăn xin. Đại ca sẽ đi ăn xin. Đại ca ơi. Cái gì hả thằng Sắn? Em đói lắm đại ca. Mày đói thật không? Em đói thật, đói lắm đại ca. Thế mày đói lâu chưa? Em đói từ hôm qua rồi, đại ca đã cho em ăn đâu. Thôi lại đây đại ca bảo. Thôi, bây giờ đại ca không có tiền đâu. Bây giờ mày ngủ quên cơn đói đi. Sáng mai dậy mày lại hết đói thôi mà. Không, em đói lắm, em không nhịn được đâu. Em không ngủ đâu. Đại ca bảo mày ngủ là phải ngủ. Em không ngủ đâu. Đói. Phải làm thế nào đây Khoai ơi? Bây giờ trong túi đại ca không còn 1.000 nào hết. Đại ca đừng hỏi em không biết đâu. À Sắn ơi, đại ca có cách rồi. Cái gì hả đại ca? Mày tưởng tượng trước mặt mày có một miếng thịt thật là ngon, xong rồi mày cứ làm như đại ca này. Như thế này hả đại ca? Đúng rồi, cắn mồm mạnh vào. Mày thấy đã đói chưa? Em thấy no rồi đại ca. Thôi, bây giờ đại ca cho mày ngủ nhá. Mày phải vừa ngủ vừa ăn nhá. Tạm biệt chúng mày nhá. Đại ca đi ăn xin đây. Lúc nào đại ca ăn xin được nhiều thì mới về với chúng mày nhá. Xin sao mà sướng thế nhở? Nó có lại có thêm một cái xúc xích này á. Thế đủ rồi, cái này phải mang về cho Khoai Sắn. Hay quá Khoai Sắn ơi. Oh, có cả Bim Bim ở đây luôn này. Ngon quá.
này để cho con sắn ăn. Cháu ơi. Chú ơi, chú có gì ăn không cho cháu với? Cháu sao lại ngồi ở đây? Cháu nói lắm rồi, nhà cháu không có gì nữa rồi. Bố mẹ đâu? Bố mẹ cháu bỏ đi hết rồi chú ạ. À, nhìn cháu giống cái đại ca mà của khoai sắn đúng không? Có phải cũng đại ca khoai sắn không? Hả? Đói quá rồi, đưa hết rồi. Nhìn thương quá, thôi cho chú cho một ít này nhá. Vâng ạ. Thế thì mang cái này về cho khoai sắn nhá. Vâng, cháu xin chú ạ. Này, cho một nước nữa này. Vâng, cháu cảm ơn chú nhá. Ăn đi, ăn xin được lâu chưa? Cháu vừa mới thôi mà. À. Đây cho cả cái này nữa. Vâng. Xúc xích nữa này. Cháu cảm ơn chú nhá. Ừ. Chú cho cháu nhiều đồ quá. Chú là người tốt mà. Vâng. Thấy người khổ là chú thương lắm. Vâng. Mang về cho các đệ tử đi nhá. Vâng. Ừ, lúc nào đói thì vào nhà chú thì chú cho ăn nhá. Vâng, vâng, cháu cảm ơn chú nhá. Nhìn tội quá. Thế cái bụng từ sáng đến giờ được ăn gì chưa? Chú đi ngoài đường nhặt được mấy cái ăn thôi, cháu cũng chưa no mấy đâu. Ờ, à, thì khả năng này cháu cứ ở đây đi để chú đi gọi khoai sắn về đây gặp cháu nhá. Vâng. Ừ. Thế đói quá thì cứ ở đây nhá. Vâng, cháu, chú đi nhá. Ừ. Anh Khoai ơi, đại ca đâu rồi? Anh sao mà biết được? Hay đại ca bị bắt cóc rồi? Làm gì có thằng nào dám bắt cóc đại ca? Đại ca là cái gì đâu mà người ta không dám bắt cóc? Khoai sắn ơi! Cái gì? Tao thấy ở ngoài kia có một thằng giống đại ca chúng mày lắm. Đang ăn xin ở ngoài kia kìa, nhìn nó khổ lắm. Chú dẫn chúng cháu đi đi. Đi, tao dẫn chúng mày đi xem có phải đại ca chúng mày không. Sắp đến rồi các cháu ơi. Nãy thấy đại ca ở đây mà. Đấy. Đây đại ca của các cháu đây này. Đây này. Đại ca. Ôi, khoai sắn ơi. Đại ca nhớ chúng mày lắm. Đại ca đi ăn xin có khổ không? Vừa khổ vừa sướng sắn à. May gặp được người tốt, họ cho đại ca nhiều đồ lắm sắn à. Đây này. Đây, đại tử ăn đi. Đây uống đi. Này. Sao lúc nãy chúng mày khóc mà bây giờ thấy đồ ăn chúng mày cười hết rồi? Có đồ ăn thì cười thôi đại ca. Các cháu là chắc bị bỏ đói lâu lắm rồi đúng không? Vâng ạ. Ừ, nhìn thằng này gầy lắm rồi. Đây là anh sắn nhờ. Thế có muốn ăn nhiều nước không để chú cho? Có. Có. Ừ. Thằng nào đói nhất nào? Đại ca. Đại ca đói nhất à? Thế cho đại ca cái này nhá. Vâng, cháu xin chú ạ. Còn cái đồ kia thì các cháu ăn đi, khoai sắn ăn đi. Vâng. Thôi, chú cũng bảo là mua cái này về cho con của chú, nhưng mà con của chú ở nhà cũng được ăn nhiều thứ quá. Thấy các cháu khổ, chú cho hết các cháu luôn. Nhá, có biết cảm ơn người không? Cháu cảm ơn chú ạ. Ừ. Thế có cần tiền không? Chú cho tiền luôn. Cháu không cần ạ. Cần à? Đại ca lại cần. Ờ, anh này không cần đúng không? Còn anh sẵn cần không? Chắc em không cần. Không cần à? Thế thì chú cũng không có gì thì có một tí tiền thì cho đại ca nhá. Vâng, thoảng là mua cái đồ ngon ngon cho hai thằng này nó ăn, với lại đại ca ăn cho nó béo lên nhá. Vâng. Dạo này lâu lắm rồi không gặp, đại ca thấy bây giờ gầy quá. Vâng. Nè, cho hết luôn. Vâng. Nè. Úi giời, chú tốt quá. Lâu lắm rồi cháu mới gặp được người tốt cho chú ấy. Ừ. Có nhận chú làm bố nuôi thì nhận luôn, có nhận không? Có. Cháu nhận cho chú làm bố nuôi của ba bọn cháu luôn. Ờ, rồi. Thế gọi bố một câu thế nào? Bố. Ừ, lần sau có đi ăn xin nữa không? Không ạ, chúng con không đi ăn xin nữa đâu. Ờ, cố gắng mà làm việc nhá. Vâng. Không có kiếm được, ở nhà không có tiền thì đi làm thuê. Vâng. Ừ,
đi phụ xây. Ừ, có biết phụ xây chưa? Con thì chưa đi phụ xây bao giờ đâu. Ừ, có người yêu chưa? Con chưa. À, thế anh Sắn có người yêu chưa? Con chưa. Anh Khoai có người yêu chưa? Con chưa. Ừ, thế nhìn thấy chú có người yêu chưa? Chắc là có rồi. Ờ, thôi thì các cháu cứ vui đi nhá, chú đi về đây. Vâng. Ừ. Chào các cháu nhá. Vâng, chú về cẩn thận nhá. Ừ. 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu. Cái này chắc ăn cả năm còn không hết. Ui, đại cơ cho em một tô. Em tô.